Thưa quý vị, tiếng Việt, vì sao trân trọng gọi là chữ quốc ngữ? Đây là một bài viết rất hay mà anh Chi muốn gửi đến quý vị trong chương trình TTV ngày hôm nay. Bài viết này anh Chi nhận được của một vị cao niên trong nhóm Bách Khoa Phú Thọ, không thấy đề tên tác giả. Kính mong tác giả cũng như quý vị thứ lỗi cho sự tùy tiện này. Thưa quý vị, tiếng Việt, vì sao trân trọng gọi là chữ quốc ngữ? Kỳ thực, vẫn còn nhiều người trong chúng ta hiện nay chưa có tỏ vì sao lại gọi là chữ quốc ngữ. Chúng ta phải có hiểu thì mới yêu quý thực lòng chữ quốc ngữ, lẫn biết ơn các giáo sĩ công giáo người Bồ Đào Nha thuộc dòng tên đã có công trạng đặt nền móng tạo lập chữ quốc ngữ. Thứ nhất, khi các giáo sĩ dòng tên người Bồ Đào Nha đến Đàng Trong, từ Quảng Bình trở vô phương Nam đó, vào năm 1615, họ đã không tìm cách áp đặt tiếng Bồ Đào Nha, mà trái lại, họ cố gắng tìm hiểu người bản xứ nói tiếng Việt ra sao, để từ đó suy nghĩ ra cái cách ký âm tiếng Việt theo hệ chữ Latin. Và người có công tiên phong chính là giáo sĩ Francisco de Pina, tạo nền móng chữ viết cho tiếng An Nam. Giáo sĩ Alexandre de Rhodes, mà chúng ta hay gọi là giáo sĩ Đắc Lộ, đến Đàng Trong năm 1624, học tiếng Việt và học bộ chữ mà giáo sĩ Francisco de Pina đã gây dựng. Sau đó, đến năm 1627, thì giáo sĩ Đắc Lộ ra đàng ngoài, tức là ra miền Bắc, vừa là để truyền giáo, vừa là để phổ biến chữ viết cho tiếng An Nam, thâu thập, bổ sung lời ăn tiếng nói của người ngoài Bắc. Vắn tắt một lời, chữ viết cho tiếng An Nam, mà về sau chúng ta gọi là chữ quốc ngữ, bắt đầu từ Đàng Trong, tức là bắt đầu từ trong Nam, rồi mới lan ra đàng ngoài miền Bắc. Việc tạo ra một bộ chữ riêng cho người bản xứ người Việt là một công trình độc đáo của các vị giáo sĩ dòng tên. Năm 1773, khi dòng tên rời khỏi nước Việt, và mãi hơn 80 năm sau là năm 1858 đó, thì người Pháp mới can dự vào lịch sử Việt Nam trong lĩnh vực chính trị. Chúng ta thấy gì ở điều này? Chữ quốc ngữ do các vị giáo sĩ dòng tên đặt nền móng từ những thập niên đầu thế kỷ 17 xa lắc, hoàn toàn thuộc về lĩnh vực ngôn ngữ học và tôn giáo, không liên can gì đến xung đột thế tục chính trị khi mà thực dân Pháp vào xâm chiếm nước Việt năm 1858, tức là vào giữa thế kỷ 19. Cái độ sai biệt thời gian so với thời điểm các vị giáo sĩ dòng tên vào truyền đạo là những 250 năm lận. Cần phải hiểu đúng với dữ kiện lịch sử khách quan nêu trên để không bị mắc lỡm bởi cái trò gắp lửa bỏ tay người của một số nhà nghiên cứu, anh Chi gọi là nghiên cứu chứ không phải là nghiên cứu thiếu lương thiện. Họ vu cho các giáo sĩ đặt ra chữ quốc ngữ để mà rước Tây. Trời à, làm sao mà rước được? Cách biệt tới những 250 năm cơ mà, bắn đại bác còn không tới. Khó vậy mà bọn họ cũng vu cáo cho bằng được. Cái điểm thứ nhì, vì sao bộ chữ do các giáo sĩ Bồ Đào Nha soạn ra cho người Việt được gọi một cách trân trọng là chữ quốc ngữ? Cả ngàn năm, nhiều triều đại nước Việt đều mượn chữ Hán, chữ của Tàu đó, chữ Hán, làm văn tự chính thức. Nói cách khác, chữ Hán không phải hệ chữ chỉ dành riêng cho người Việt, nên không thể gọi là quốc ngữ được. Quốc ngữ có nghĩa là tiếng của nước mình, mà khi chúng ta mượn cái chữ Hán của người Tàu về thì làm sao chúng ta gọi nó là chữ quốc ngữ được, phải không thưa quý vị? Thì nói một cách khác, chữ Hán không phải là hệ chữ chỉ dành riêng cho người Việt mà nó còn dành của cho cả người Tàu nữa. Thì như vậy chúng ta không thể nào gọi chữ Hán là chữ quốc ngữ được. Tỷ như khi tiền nhân chúng ta viết dòng chữ Hán, loại chữ tượng hình ấy, hẳn nhiên người Hoa họ nhìn vào cái mặt chữ này thì họ hiểu nghĩa ráo trọi. Cái khác nhau nó nằm ở cái tiếng nói, ở cái quốc âm mà thôi. Ví dụ, người Việt Nam đọc là Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư. Người Hoa Bắc Kinh họ đọc là Nan Guo San He Nan Ji Ju. Anh chị cố gắng thôi ha quý vị, anh chị không biết tiếng Tàu. Cũng như vậy, nếu như chúng ta dùng cái hệ chữ ABC được dựa trên ký tự Latin đó, mà nói chính xác á, là dựa trên cái bộ chữ Bồ Đào Nha của các giáo sĩ dòng tên đi. Mà chữ Bồ Đào Nha thì cũng xuất phát từ ký tự Latin ha. Bây giờ chúng ta thử viết lại cái câu trên. Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư viết bằng ký tự Latin. Đương nhiên, người Bồ Đào Nha hay người Pháp họ nhìn vô cái mặt chữ của cái câu thơ trên
bằng tiếng Việt Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, họ có hiểu gì không? Đương nhiên là không rồi. Muốn hiểu được, họ phải học cái bộ chữ mà người Việt Nam chúng ta sử dụng. Bộ chữ mà chỉ có người Việt Nam và những ai học tiếng Việt mới hiểu, thì tức là bộ chữ này đã trở thành bộ chữ Việt, đã trở thành chữ quốc ngữ của riêng người Việt Nam chúng ta. Hãy cùng nhau nhớ như vậy, ngoại trừ những kẻ thiếu lương thiện tri thức. Quý vị à, cái chữ quốc ngữ của chúng ta nó còn hay gấp bội lần khi mà nó chứa được toàn bộ cái quốc âm, tức là nó chứa được cái tiếng nói Việt. Khi xưa đó, tiền nhân chúng ta mà viết cái chữ Sơn đó quý vị, viết cái chữ Sơn như thế này, theo cái ký tự, Hán tự đó ha. Người Việt đọc thành Sơn, người Tàu Bắc Kinh thì đọc khác, họ đọc là San. Mà cái chữ Sơn Hán tự này không thể phát âm là núi được, dù Sơn nó đồng nghĩa với núi đấy. Nhưng mà tiếng Việt của chúng ta đó, phát âm là Sơn thì được ghi lại bằng chữ Hán, Sơn. Nhưng mà nếu như tiếng Việt chúng ta phát âm là chữ núi thì không hề chứa trong Hán tự, mà phải lang thang bên ngoài văn tự, tồn tại trong khẩu ngữ của tiền nhân chúng ta mà thôi. Còn bây giờ, trong cái chữ quốc ngữ của chúng ta có cả Sơn lẫn núi đều được ghi lại. Sơn thì là S-O-N, Sơn, núi, N-U-I, núi. Sơn núi gì trong chữ quốc ngữ chúng ta cũng đều có cả, đều được ôm ấp trong lòng chữ quốc ngữ, không còn phải lang thang nơi khẩu ngữ nữa. Và cái điều thứ ba, chúng ta hãy cùng nhau tri ân các vị giáo sĩ dòng tên, nhất là đối với giáo sĩ Francisco de Pina và giáo sĩ Alexandre de Hote. Các ngài dựa trên chữ Bồ Đào Nha, chữ Latin mà đặt ra một bộ chữ cho tiếng Việt. Đặc biệt tới cái mức mà những người Bồ Đào Nha, Latin đồng hương với các ngài, nhìn vào bộ chữ mới này cũng không thể nào hiểu được nếu không học. Rõ ràng chữ quốc ngữ Việt Nam chúng ta, chữ Việt Nam chúng ta hiện nay được viết trên ký tự ABC chữ Latin. Tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, họ cũng viết trên cái ký tự ABC, ký tự Latin. Nhưng mà bây giờ người Pháp, người Bồ Đào Nha, họ đọc tiếng Việt của mình, họ đọc bộ chữ Việt của mình, họ đâu có hiểu gì đâu nếu họ không học. Đó là cái điểm thú vị. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đây là tặng phẩm ngôn ngữ được dành riêng cho người Việt mà thôi. Francisco de Pina hay Alexandre de Hote trong những bức thư, trong những hồi ký của họ đều coi nước Việt là quê hương thứ hai mến yêu tận trong tâm khảm của họ. Đó là lý do vì sao chúng ta phải trân trọng gọi là chữ quốc ngữ.